Bun mà bun em mút lên bun ở đâu sống bun này sống bun này cái miếng mới tầm mà thôi mới tầm mẹ em mới tầm tuổi này rồi nó sợ bừng quá.
chỉ thêm một thôi. Tao mới áp chăn ngủ cái thứ đấy. Hay mấy bà hôm qua ngủ điện ấm ai nhỉ? Sáng nay